Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nền tảng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam trong cái mạng cá lóc cảnh đó, để tạo sự tiện lợi. Xong sau này em có hỗ trợ về phương thức trả góp mua cá toàn quốc luôn, đều có thể là mua cá trả góp được, rồi hỗ trợ phương thức vận chuyển, quẹt thẻ thanh toán, Visa, Mastercard. Áp dụng công nghệ số vô sinh vật cảnh luôn. Bây giờ là chuyển đổi số hết. Hello, mình là Nam Ngôn các bạn. Sáng ngày nay, hôm nay là mình có mặt ở Chánh Nam, Chanafis ha, để tìm hiểu về lòng cá lóc. Thì mình có đọc comment ở trên mấy cái kênh đó, là các bạn nói là tiếp tục đi mấy cái chỗ cá lóc đi các bạn ơi, anh Nam ơi, cho nên là hôm nay mình sẽ tới đây gặp Nam, anh em ngồi. Đúng ra là sẽ đi vô trong kia, nhưng mà anh em ngồi ở đây tâm sự đã quá, cho nên là quay luôn. Nhắc tới về cái việc mà cái đam mê, những cái lửa, rồi cái trong cái nghề rồi này nọ, là hai anh em nói chuyện mà nổi da gà hết luôn, cho nên là quyết định thôi ngồi đây nói luôn. Ok em, cái dòng cá lóc này là em tham gia vô được bao lâu rồi ta? Thì tới thời điểm hiện tại á, thì em đã đam mê vào cái cá lóc cảnh này khoảng tầm hơn một năm rưỡi nay rồi. Hơn năm rưỡi rồi. Dạ, tới thời điểm này. Và trong một năm rưỡi qua thì đối với lượng khách hàng mà em đã phục vụ thì nó rơi đâu đó khoảng tầm hơn 1.000. Và số lượng đơn hàng thì nó lên khoảng tầm 2.000 đơn hàng. Cá lóc cảnh đưa tới tất cả mọi miền đất nước. Và cái cá lóc cảnh này á, thì nó là một cái dòng mới đối với mọi người. Có thể là mọi người chưa biết tới cá lóc cảnh, nhưng mà những người chơi rồi đã và đang chơi cá lóc cảnh rồi á, thì mọi người rất là mê cái dòng này. Tại vì cái đặc thù này, cái dòng cá lóc này nó rất là dễ nuôi, nó không cần lọc hay oxy và nó không cần cầu kỳ những cái dòng cá khác đó. Thậm chí là bạn có thể là chỉ cần một cái thùng xốp hay là một cái hồ nhỏ thì bạn có thể là nuôi cá lóc cảnh rồi, cái không nhất thiết là phải những cái tiêu chí cơ sở hạ tầng cao cấp đó. Và giá thành nó cũng sẽ đang rất là rẻ so với những cái dòng cá trên thị trường săn mồi đó, để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Em là trước một năm rưỡi đó là chơi bò sát hả? Dạ, hồi trước á thì em cũng là một cái người fan của anh Nam Nam Ngô. Đó là chơi bên rùa Sukata, em trải nghiệm được rùa Sukata nè, rồi mấy cái rùa nước như rùa tay đỏ, rùa mũi heo. Xong rồi còn bên rồng Nam Mỹ á, thì em có chơi bên Red Hypo nè, Green nè, với một con Honduras. Và tới tận bây giờ á, là cách đây khoảng tầm 3 tháng là em có trải nghiệm, em biết cái đam mê của mình em còn. Đâm ra em nuôi một con Spinny nữa, là con từ đà đuôi gai. Nhưng mà nó hơi buồn một chút xíu là nó bị sự cố, đâm ra nó bị sỏng đi. Đó. Còn bây giờ vẫn còn một con Leo Bắc Xgo mà được tặng, cái bạn kia mới tặng cho em hôm kia mà em chưa đang set up cái này nè, để em thả con Leo Bắc vô em chơi nè. Ok các bạn, hôm nay Nam Ngô gặp Chánh Nam, Nam gặp Nam. Thì anh em hôm nay mới gặp nhau lần đầu thôi, nhưng mà mới vừa vô nãy là Chánh Nam có nói là anh em mình là biết nhau là cũng lâu rồi. Dạ. Thì hồi đó cũng là gọi là đam mê bò sát, rồi sau đó là tìm được cái chân ái của đời mình là con cá lóc. Thật ra con cá lóc này nó mới vào Việt Nam mình chắc tầm khoảng 3 năm. Gặp được chân ái của đời mình là cá lóc, xong rồi bắt đầu xây dựng cái cơ ngơi cho mình. Thì rất là vui luôn anh em, coi như là nói chung vòng vòng sinh nhật cảnh thì nó cũng quen biết với nhau vòng vòng vậy các bạn. Người này gọi như là làm cho người kia mê món của mình. Xong rồi chơi qua chơi lại. Chẳng nào mà sắp làm cho mình mê cá lóc rồi. Đầu chơi qua chơi lại thôi. Thì thật sự mà nói á, cái con cá cái trong cái sinh vật cảnh của Việt Nam mình á, thì mình bữa giờ mình có đi review nhiều dòng ở nhiều shop. Thì anh có thấy một cái là anh em mà bên về cá, về những cái gì mà liên quan tới nước á, hình như là áp dụng cái công nghệ số vô cái việc kinh doanh của mình là tốt hơn những cái ngành khác. Thứ nhất là về mặt truyền thông, thứ hai là về mặt website, rồi những cái hình thức thanh toán nó rất là thời đại bây giờ, nó không còn mang cái truyền thống nữa. Dạ, đúng rồi. Nghĩa là rồi kể cả trong cái việc mà xuất khẩu đồ này nọ thì anh em bên cá cũng là gọi là tiên phong á. Dạ. Hình như trong mấy lĩnh vực khác có nào xuất khẩu không ta? Có, bây giờ ta Guppy thì đi qua Thái nè, Indo vẫn có, Philippines hạn. Ý anh nói là cá nói chung á, cái ngành cá nói chung á là anh em mình là có xuất khẩu được. Xuất nhập hết anh. Xuất nhập hết. Còn dù mấy dòng khác thì đa số là nhập về hoặc đúng là rồi. Nhập lậu về chứ còn chỉ có anh em bên cá bên nước á, là cái con đường nó có vẻ là nước giống như có người đi trước là nó thông thoáng hơn, nó chảy mượt mà hơn mấy anh em ngành khác. Thì đó, thanh toán Visa, Momo, có trả góp, có đồ này nọ luôn. Trả góp toàn quốc luôn. Rồi toàn quốc luôn, đó. Thì anh em bên ngành cá là mình thấy là áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số là đi trước những anh em ngành khác ha. Cho nên là anh em mình, nói chung là toàn bộ cái ngành sinh vật cảnh của mình luôn thì
nên áp dụng những cái mới vô, từ cái cách chăm sóc, từ cái kiến thức, từ cái đam mê, tất cả mọi cái cho nó vững vàng lên. Mục tiêu cuối cùng thì để mà tạo sự tiện lợi cho khách hàng, để hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất, thì cố gắng làm sao mình lấy khách hàng mình làm trọng tâm thôi. Còn mình là làm sao để là những cái người mà đầy tớ của khách hàng. Tại vì cái triết lý của bên Trắng Nam á, đó là khách hàng là ân nhân. Khách hàng là ân nhân, và cái mục tiêu cho cộng đồng là kiến tạo một cái cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam thịnh vượng như anh đã thấy đây. Đó, đó là cái mục tiêu cuối cùng. Slogan luôn, kiến tạo cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam thịnh vượng luôn, quá hay luôn. Em là nghề nghiệp chính của em là gì ta? Dạ, nghề chính của em thì chính là em dân marketing. Em dân bên mảng cung cấp giải pháp marketing cho các nhà hàng, quán cà phê, nhưng mà em không làm mảng đó, em về làm cho cái đam mê của mình. Thì giây phút nào nó chuyển mình vậy ta? Dạ, cách đây nếu mà không tầm 1.5 năm là em bắt lửa đam mê là từ một người anh, đó là anh Tiến Canali. Là có thể mọi người rất là nhiều mọi người biết về trong mạng cá lóc cảnh, đó là anh Tiến. Thì đó là một cái người điểm chạm đầu tiên mà người truyền lửa cho em. Thì bắt đầu anh Tiến là ảnh là cái người chia sẻ cho cộng đồng, mang lại nhiều, rất là nhiều cái giá trị cho cộng đồng. Thì giống như em, cương vị em bây giờ, em cũng cố gắng làm sao để mà noi bước theo những người anh đi trước, mà cố gắng tạo được nhiều giá trị hơn, đưa đến nhiều cá lóc cảnh đến nhiều người biết hơn. So với cách đây khoảng tầm 1.5 năm thì nó còn rất là hoang sơ, nhưng tới thời điểm hiện tại thì nó cũng đâu đó nó đang lớn mạnh dần dần rồi, và em còn muốn nó lớn mạnh hơn nữa, thì mình sẽ cần làm những rất là nhiều việc, và em sẽ đang cố gắng làm từng ngày như vậy. Tuyệt vời luôn em ơi. Nhưng mà cái ý anh muốn nói á, tại vì hầu như là rất là ít người mà xuất phát điểm là từ cái đam mê của mình lắm. Hầu như là người ta phải đi một vòng lớn. Đúng rồi, mới quay lại một vòng lớn xong người ta mới phát hiện đâu là cái đam mê của mình, đâu là cái mục đích sống của mình, đâu là cái chân ái của mình. Thì bản thân anh cũng vậy. Thì ngày xưa anh cũng đi làm những công việc mà giống như tất cả mọi người làm ở ngoài này nè, buôn bán rồi này nọ, mở quán đồ này nọ mấy cái đó. Thì sau một thời gian thì là anh mới nói chung là lúc mình mới mở, hoặc là mình mới làm, hoặc mình mới đi học ra rồi mình có cái công việc á, thì mình làm mình cũng vui. Nhưng mà cái niềm vui đó nó ngày càng nó bị tụt mút. Nó cứ gọi là nó cứ chán nó cứ mình cứ vậy hoài, mà cái đầu óc, cái đam mê của mình, cái tim của mình nó lại nằm ở chỗ khác. Ở anh là nằm ở cái năm Ngô Farm, nó nằm ở nhà của anh. Thì tới một lúc nào đó anh, một thời điểm khoảng cũng 5-7 năm trước gì đó, thì bắt đầu anh cảm thấy nó tụt mút quá, nó không còn động lực gì đó cho mình làm nữa, mà mình lại rất là đam mê vô cái sở thích của mình. Thì anh cũng bắt đầu có sự chuyển biến, bắt đầu mình mới lơ là công việc của mình. Đó, rồi mình thì phải chia làm hai thời gian. Cái công việc mà ví dụ như mình mở quán đi, thì mình cũng làm không có tốt, không có coi sóc nó tốt, không có muốn phát triển nó nữa, không có chăm sóc khách hàng tốt. Công việc bên đây thì mình cũng không đủ thời gian làm cho nó tốt. Đúng rồi. Thì tới một lúc nào đó thì anh quyết định là thôi anh dừng cái mà anh không có yêu thích nữa, để anh tập trung vô tất cả cái đam mê, cái nguồn lực, sức khỏe của mình, hiểu biết của mình vô cái đam mê của mình. Thì anh muốn tìm hiểu xem là thật ra những cái buổi trò chuyện vậy nó rất là thú vị luôn. Thì anh hồi nãy là anh em ngồi cà phê thôi, mình tới đây thì Nam cũng mời mình cà phê ha, cà phê nhà Nam pha luôn. Thì anh em mới ngồi nói chuyện với nhau, tính là vô sẽ quay những bạn cá trong này rồi nói về những cái điều kỹ thuật đồ này nọ. Thì thật sự mà nói là nó cũng hơi khô, hôm nay là buổi sáng mới ngủ dậy ngồi cà phê tám chuyện. Thì anh em có nói chuyện sơ sơ về những cái bước đi, rồi những cái sự chuyển mình đồ này nọ thứ, thì thấy hào hứng quá nên nói là thôi mê quá dính quá nói thôi khoan, em giữ cái lửa này để anh bật máy lên rồi cùng chia sẻ với mọi người để lan tỏa cái ngọn lửa đam mê này luôn. Đó, thì anh không biết là cái giây phút nào hoặc là cái gì đó nó giúp cho em quyết định nhanh là em ngưng cái công việc lại. Tại vì mình dù sao cũng là đàn ông, cũng sẽ có vợ có con, phải có những cái chi phí để mà chăm sóc cho cái gia đình mình. Thì mình đang có một công việc có thể là không làm mình vui, nhưng mà nó có cái nguồn thu nhập nó ổn định, nó giúp cho cái cuộc sống mình nó gọi là bớt có lo lắng. Thì khi mà em quyết định mà em ngưng cái đó, tức là em mất cái nguồn thu nhập đó, và cái này là em làm kinh doanh rồi, cái đam mê thì nó thật sự mà nói nó hên xui. Nó có nhiều rủi ro, nó có rủi ro thì cũng phải dũng cảm lắm mới quyết định là ngưng cái này lại để mà tập toàn tâm toàn ý cho việc này. Thì em có thể chia sẻ với lại khán giả coi là cái chuyện đó nó xảy ra như thế nào. Thì nếu mà nói về cách đây khoảng tầm 1.5 năm thì Nam là dân chuyên ngành về marketing. Thì thời điểm đó Nam đang làm ở một cái công ty 3M Marketing, thì nó
thu nhập. Nói về thu nhập thì nó gọi là đủ để mà mình trang trải cuộc sống. Và ở thời điểm đó thì Nam đang có em bé rồi vừa có gia đình nữa. Và mình cảm thấy càng ngày mình càng không có cần cái lửa với cái công việc mình đang làm nữa. Nên mà Nam phải lựa chọn, Nam lựa chọn, quyết định lựa chọn để mà Nam dừng hẳn cái công việc hiện tại. Và Nam tìm thấy được một cái chân ái, đó là khi mà Nam, thời điểm đó Nam đang nuôi song song là vừa chơi cá lóc cảnh mà Nam chơi tới 30 hồ. Là mỗi dòng, mỗi loại á, đợt đó là Nam nuôi sưu tầm. Là nó chỉ đang chơi thôi anh. Và cái số tiền lúc đó mình bỏ ra nó cực kỳ lớn so với cái thu nhập của mình luôn. Trong vòng 2 tháng Nam chi hơn 40 triệu tiền mình để mình Nam nhập về những cái dòng cá, là mỗi dòng mỗi thứ một con á. Và lúc đó là chỉ Nam chơi thôi. Xong rồi á là Nam mới, lúc đó Nam thấy được là à, Nam chơi rất là nhiều dòng, và kể cả bò sát, kể cả cá, rồi gà, rồi chim. Xong mình tới dừng ở đây, xong mình dính dữ vậy. Xong rồi Nam mới quyết định là mình kinh doanh thử, mình bung ra mình làm. Và tại vì lúc đó mình thấy thị trường lóc nó còn hoang sơ lắm, nó chưa có nhiều người chơi, đâm ra mình muốn nó phát triển, nó lớn mạnh hơn nữa. Thì Nam mới bung ra Nam làm. Nam làm thì thật trước Nam gọi, còn trong kia nó còn chỉ chọn nó nhỏ thôi. Nếu mà mọi người có những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đã từng ghé Nam rồi á, thì có thể thấy Nam ở trong một cái dãy trọ rất là nhỏ, và đâu đó tầm 5-60 hồ thôi. Và Nam thuần online, lúc đó là Nam kinh doanh trên web, hầu đa là website, Nam phục vụ toàn quốc, thì được khách hàng ủng hộ rất là nhiều. Đâm ra là em mới mạnh dạn là giờ ra vị trí hiện tại là ở đây. Là cũng là một căn ở đây thôi. Đây một là mình cũng thuê hết luôn. Dạ, đây một căn thôi. Từ trong kia mình về ra. Xong bắt đầu là mình nâng cấp cái cơ sở hạ tầng của mình lên nhiều hơn nữa. Bắt đầu mình đầu tư trong vòng tầm tới thời điểm hiện tại là Nam thuê thêm bên kia. Thì tổng số lượng hồ thì hiện tại nó rơi vào đó là hơn 200 hồ lớn nhỏ. Wow. Và cái bên này của Nam thì bây giờ Nam chỉ tối ưu nó lại là ở một cái khu để mà Nam ghép cặp cá cho các anh em hay yêu cầu á, là Nam mình muốn cần một cái cặp cá này, dòng này, size này, thì Nam sẽ làm cái việc đó ở đây. Và khu này là khu bệnh viện đó, để mà quay những cái video chữa bệnh về cá, hướng dẫn chia sẻ cho mọi người về những cái cách chữa bệnh cá cơ bản. Còn ở bên kia thì những cái cá tách form từng hồ nhỏ để mà mọi người có thể là tới dễ dàng lựa chọn đó, rất là nhiều bên kia, thì lát nữa mọi người có thể tham quan tham khảo. Còn về một cái lý do mà Nam muốn chia sẻ ở đây nữa là có thể là mọi người thấy Nam mới, nhưng mà thực sự Nam không mới, là tại Nam rất ít trên cộng đồng. Nam ít, rất ít ra đăng bài về những cái nội dung bán hàng, tại vì Nam có một cái phương thức kinh doanh nó riêng, quan điểm kinh doanh nó riêng. Và tới thời điểm hiện tại thì mọi người mới thấy Nam bắt đầu là có những cái nội dung mà Nam chia sẻ tới những cái kiến thức tới anh em. Thì lý do tại sao là bây giờ Nam mới làm, Nam ý thức được việc đó rất là lâu rồi, nhưng mà mình chưa có đúng cái giai đoạn và cái kiến thức để mình chia sẻ. Thì thời gian đầu mình cần phải làm, mình hiểu về nó, mình biết về nó và mình trải nghiệm. Thì trong cái thời gian 1.5 năm qua, Nam trải nghiệm rất là nhiều dòng về cách thức chữa bệnh, về đặc thù của những cái dòng cá. Thì lúc tới bây giờ Nam mới đúc rút ra được những cái vấn đề là à, nó nằm ở đâu và cách mà để là nuôi được một con cá đẹp khỏe mạnh như thế nào. Thì Nam mới đóng góp nó lại để bắt đầu mới chia sẻ tới những các bạn. Thì trong cái thời gian tới đây thì có thể là sẽ ra rất là nhiều cái nội dung ở trên kênh TikTok và kênh YouTube Trắng Nam Channel Fish đó, để mà mọi người có thể là bất xem bất cứ lúc nào có thể tham khảo để bổ sung cho mình những cái kiến thức mà nó đã được tích lũy và được đúc rút những thử sai rất là nhiều cái sai lầm rồi, và Nam phải trả giá cho rất là nhiều cái sai lầm đó đó. Thì để mục tiêu cuối cùng là để mà mang lại cái những cái giá trị tốt nhất cho anh em thôi trong cộng đồng cá lóc cảnh. Đây là những cái chia sẻ rất là thật lòng, từ tận đáy lòng của những người mà có cái niềm đam mê mãnh liệt luôn. Thật ra khi mà nghe Nam chia sẻ thì Nam này cũng cảm giác là nổi da gà các bạn, vẫn nổi da gà tiếp. Tại vì mình nhớ lại những cái chặng đường mình đi, hầu như là những người mà xuất phát từ cái đam mê á, thì đều có một cái những cái bước đi nó giống nhau. Mà thậm chí là anh em mình nó có một cái tư duy nó cũng giống nhau nữa. Thì như các bạn đã biết á, thì mình chơi bò sát á, thì cũng lâu năm lắm rồi, cũng tầm 14-15 năm gì đó. Thì thật ra mình mới chơi, anh cũng mới chơi trên mạng tầm khoảng 5 năm nay thôi. Thời gian trước là mình cứ chơi một mình, chơi và tìm hiểu. Thì cũng y như em nói, đầu tiên là không biết gì, rồi trả giá rất là nhiều đó. Xong rồi bắt đầu mình sẽ đúc kết được kinh nghiệm, rồi mình nhìn nhận cái vấn đề, nhận định vấn đề nó đúng hơn đó. Xong rồi mình cũng đủ thứ cái vấn đề xảy ra hết, những cái mình học được, những cái kinh nghiệm của mình này nọ, đầu nó mới tổng hợp được. Thì khi mình tổng hợp được á, là mình mới hiểu được ngọn ngành, hoặc là đơn giản là mình hiểu được cái bản chất của vấn đề. Đôi khi những cái râu ria, những cái này nọ nó làm cho mình hiểu sai vấn đề. Nhưng mà khi mình đủ cái trải nghiệm, mình hiểu à, bản chất nó là như vậy đó, thì lúc đó mình mới bản thân mình mới đủ tự tin rồi, mình mới, sau khi mà mình đủ rồi đó thì mình mới có cái mong muốn được chia sẻ. Một khi mình đã hiểu rõ vấn đề, mình thấy là
bên ngoài anh em nhiều khi có những cái nhận định sai lầm, những cái nhận định nó đôi khi nó bị lệch, thì mình mới có mong muốn là mình chia sẻ lại. Rồi cá nhảy ra đây luôn ơi. Bắt tay sao ông ta? Đây đang sao đâu? Đây đây anh Nam, đây đang giật. Đây đây, ôi. Đây đây. Điểm nhấn à. Điểm nhấn. À con cá lóc bữa mình có qua Ali là các bạn biết là đã từng nói là những cái con cá lóc là nó rất là mạnh ha, và nó bắn ra ngoài rất là nhiều. Đó cho nên là những cái hồ cá lóc là đều phải có cái nắp đậy che lại để cho nó an toàn, không là tối ngủ dạng đêm là nó nhảy ra ngoài hết. Ok, mình quay trở lại câu chuyện hồi nãy. Thì mình đã từng có một người anh chia sẻ một cái câu này rất là hay luôn. Thì cũng chia sẻ với mọi người, chia sẻ với em luôn. Nhưng mà nó đại loại là nó cũng giống như những điều anh em mình nghĩ. Có nghĩa là lúc trước tự anh em mình chơi và tự tư duy nghĩ ra như vậy. Nhưng mà có một người anh nói với mình một cái câu mình thấy là rất là đúng luôn. Có nghĩa là những cái kiến thức mình học được và những cái kinh nghiệm của mình nó như là những cái viên gạch riêng lẻ vậy. Đúng rồi anh. Thì ok, cái gì mình cũng biết á, biết mỗi cái mình biết như cục gạch, mỗi cái kinh nghiệm mình biết á giống như một cục gạch vậy. Nhưng mà đó một đống gạch nó rời rạc như vậy thì nó chẳng có giá trị gì cả. Đúng rồi. Không? Nhưng mà nếu mà mình kết hợp nó, mình xây nó được thành những cái viên gạch thành một bức tường á, thì nó rất là vững chắc, nó rất là vững chãi ha, nó có những cái tác dụng của nó che nắng, che mưa, hoặc là nó kiên cố này nọ, thì đó là cái rất là hay. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta phải biết kết hợp những cái điều mà chúng ta hiểu biết, những cái điều chúng ta học được và những cái kinh nghiệm từng trải chúng ta lại thì nó mới có giá trị được. Chứ còn là chúng ta cứ nghe bên này một chút, nghe bên kia một chút, học lớn chỗ này một chút rồi trải nghiệm thì nó không tới, đâm ra nó lọt trọt lắm. Nó nhiều khi chúng ta cứ bị rối băng lên, cứ bị rối trí do sai lầm. Đó là những cái điều mà theo mình nghĩ là những ai mà đến với những cái bộ môn bất kỳ cái nào luôn, chứ không phải sinh vật cảnh nữa, mà có cái sự đam mê á, là chúng ta sẽ tích góp được những cái điều đó, rất là hay luôn. Thì ở đây mình là bên kia là cái hồ nhỏ, tách cá từng con. Còn bên này hồ là để ghép cặp. Và hầu đa là có chữa bệnh. Bên này là chữa bệnh bệnh viện á, anh hình dung nó là như khu bệnh viện để em dễ dàng chăm sóc, em chữa bệnh, em theo dõi nó. Và ghép cặp cũng như mình cần thời gian theo dõi nữa. Tại vì á, cái đặc thù của cá lóc á thì mọi người thường là hay nuôi solo, tại vì cái bản tính lãnh thổ nó rất là cao. Khi mà có một con trống hay là mái gì cũng vậy vào là nó sẽ đánh nhau, nó giữ lãnh thổ của nó, nên cái việc ghép cặp nó cực kỳ khó đối với cá lóc. Và tới thời điểm hiện tại thì mình Nam ghép rất là nhiều rồi, thì có đúc kết ra rất là nhiều cái sự mà khi mà mình trả giá cho cái việc mà ghép cặp thì bắt buộc phải trả giá thôi, nhưng mà nó song song vào đó nó sẽ có những cái thành quả cho mình. Nhưng mà mình cần ghép theo dõi nó cực kỳ liên tục khi mà mình ghép cặp để mình can thiệp kịp thời. Và cái quan trọng nhất là mình nhận định được là con này nó đang quấn lộn hay là nó đang bắt cặp với nhau, thì cái việc mình phải nhận định được đó vấn đề đó, lúc đó là mình mới can thiệp được. Nhận định á, cái nhận định nó rất là quan trọng. Mình nhận định vấn đề đúng á là mình sẽ đưa ra những cái hành động nó đúng chính xác. Đó, còn mình nhận định sai lầm á là mình sẽ xử lý vấn đề sai lầm, mà như vậy nó sẽ làm cho vấn đề nó trầm trọng hơn nữa. Thì theo em á thì em đánh giá cái bộ môn này nó như thế nào, cái nhân vật chính đây là cái con cá lóc này nó như thế nào, và cái thị trường của mình nó như thế nào, thì em có thể và cái hướng đi, cái cách mà em muốn tham gia vào cái thị trường này, muốn phát triển nó giống như là cái slogan của em á, là kiến tạo cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam thịnh vượng á, thì cái hướng đi của em nó như thế nào? Thì đầu tiên thì nói về cái dòng cá lóc, thì dòng cá lóc này thì nó chỉ là mới du nhập về Việt Nam, nó đâu đó không tầm 3 năm thôi. Và em cũng cảm ơn, ở đây là cái thành quả của em hiện tại, là em phải cảm ơn ở đây những người đầu tàu trong cái mảng cá lóc cảnh này, đó là anh Ken Nhi. Và sau này thì sẽ có anh Tiến nữa, cũng là cái người đi sau, nhưng mà cũng là một phần kiến tạo nên cái cộng đồng cá lóc cảnh được như bây giờ. Thì em sẽ cảm ơn rất là nhiều những anh em đi trước đó. Và cái cá lóc thì nó là một cái dòng rất là dễ nuôi, và cái vẻ đẹp của nó thì đối với cá nhân em thì em thấy cái dòng cá lóc nào nó cũng đẹp, mỗi con nó sẽ đều có một cái vẻ đẹp riêng. Và có những cái điểm lợi của nó khi mà anh em nuôi cá lóc cảnh, nó khác biệt so với những dòng khác là nó rất là dễ nuôi, nó không cần lọc hay oxy, hay là không cần những cái tiêu chí như là hồ cá hay là phong nền cầu kỳ. Thậm chí bạn có thể là nuôi cá với giá không đồng, đó là một cái thùng xốp, và bắt một con cá lóc ở ngoài đồng về nuôi vẫn được, nó vẫn tương tác giống người bình thường. Nhưng đối với cá lóc cảnh thì khi mà để mà các bạn nuôi đẹp thì nó cần
cái thời gian ổn định. Cái cốt lõi mọi người nên hiểu một cái vấn đề là để mà nuôi một con cá đẹp thì nó cần thời gian ổn định. Ổn định tức là nó đã thích nghi với môi trường sống hiện tại của mọi người là nước, rồi pH đó, về môi trường hệ sinh thái bên trong thì nước chảy ổn định thì con cá bắt đầu nó khỏe, không có bị bệnh tật gì hết, nó rất ít bệnh luôn so với những dòng cá khác như là cá vàng hay cá rồng đó, guppy. Thì mọi người đã, nếu mà đã từng nuôi rồi, mọi người hiểu là cái cảm giác lúc nào mình phải thay nước cho nó, mình phải chữa bệnh cho nó liên tục. Nhưng mà đối với cá lóc thì mọi người có thể nuôi vài tháng trời mọi người không thay nước được, mình có vệ sinh, mình hút đáy thôi đó. Thì con cá nó cực kỳ khỏe rồi, là nó rất là nhàn cho mọi người nha, không cho ăn nó 5-7 ngày nó cũng không sao cả đó. Và cái thứ hai á, là trong cái thị trường cá lóc cảnh hiện tại á, thì nó vẫn còn đang rất là hoang sơ theo góc độ nhìn nhận của Nam. Tại vì sao? Thì đối với mật độ dân cư của Việt Nam mình thì đâu đó hơn 90 triệu dân, nhưng mà đối với người thì biết đến cá lóc cảnh nó đâu đó khoảng tầm vài triệu thôi, và những người đã và đang chơi thì nó chỉ chiếm đâu đó khoảng tầm 50% nữa, là khoảng tầm 1-2 triệu người chơi. Thì cái dung lượng thị trường nó đang còn rất là lớn. Thì cái việc của Nam hiện tại đã và đang làm là cố gắng làm sao mang được cái cá lóc cảnh tới nhiều người chơi hơn nữa đó. Và cũng như là chia sẻ tới những anh em mình chung ngành nghề với nhau, đó là mình cùng nhau mình phát triển cái mảng cá lóc cảnh này lớn mạnh hơn. Mỗi người chung tay, mỗi người góp một cái hạt gạo, mỗi người đặt một cái viên gạch đó. Thì thị trường càng ngày nó càng phát triển bền vững đó. Cũng như cái cốt lõi của cái mô hình của Nam là khách hàng nó là an dân, và mục tiêu cộng đồng là kiến tạo được một cái cộng đồng cá lóc cảnh Việt Nam thịnh vượng đó. Và cái định hướng sắp tới, tương lai gần nhất là có thể là từ đây cho tới qua năm, đầu năm, thì Nam đang chuẩn bị cho một cái dự án, đó là Nam ra một cái showroom thì nói chung về chuyên về lóc thôi, chứ Nam không có đi những cái mảng khác. Thì nó như một cái bách khoa vậy đó, thì là để mà có cái sự tiện lợi cho mọi người, là nói tới lóc mọi người cần cái hồ, mọi người cần cái phụ kiện, mọi người cần cái nền, cần con cá này, cần oxy, cần cái gì cũng vậy liên quan tới lóc mà Nam đều có. Thì cái đó là cái mục tiêu của Nam trong vòng 6 tháng tới là ra được một cái aqua cho riêng lóc, tạo ra cái sự tiện lợi cho tất cả mọi người. Cũng như là về phần truyền thông thì Nam sẽ cố gắng là phát triển nhiều cái kênh truyền thông hơn, để cố gắng đưa được nhiều thông tin kiến thức của mình tới những anh em mà mới biết đến cá lóc cảnh, để mọi người có thể tránh được những cái rủi ro không đáng có cho sau này. Tại vì á, khi mọi người mới chơi á, thì cái gì mình thiếu hiểu biết, mình thiếu kinh nghiệm thì chắc chắn mình sẽ phải trả giá. Và trả giá ở đây là có thể là bằng tiền bạc, thời gian, công sức, đúng không ạ? Thì Nam cố gắng là làm sao để mọi người giảm thiểu được cái khoản rủi ro đó thấp nhất có thể. Trong bất kỳ cái dòng bet nào á, thì nó cũng có một cái cộng đồng. Dạ. Thì trong một cái cộng đồng á, thì nó có rất là nhiều đối tượng tham gia vào với nhiều cái mục đích khác nhau. Dạ đúng rồi. Có người thì tập trung cho việc buôn bán, có người thì tập trung cho việc phát triển, có người tập trung cho việc truyền thông, tất cả mọi cái. Thì cái gọi là cái tư duy của em á, là em tham gia vô cái cộng đồng này á, thì có một cái mục tiêu gì đó, và cái hướng đi của em như thế nào. Anh thấy em có vẻ là không có gọi là tạm gọi là quá bào cho cái việc mua bán. Em hiểu rồi. Mà em lại muốn phát triển nó theo một cái hướng nào, em mong muốn cái người chơi nó như thế nào. Dạ. Thì đối với cái quay lại vấn đề thì mọi người có thể là mới biết Nam đó, như trên cộng đồng thì mọi người rất là ít thấy Nam trên những cái cộng đồng là mua bán cá lóc cảnh hay là những cái diễn đàn đó. Và những cái hội kinh nghiệm thì Nam có thường có mặt ở trên đó, là Nam chia sẻ về kinh nghiệm, về vấn đề về hỗ trợ cho những cái bạn newbie là về trị bệnh cá hay là cá có vấn đề này đề kia, thì Nam hay vào xử lý những cái vấn đề đó. Còn những cái vấn đề mà mua bán đăng bài á, thì Nam hầu ra là không có đăng trên những cái hội mua bán đó. Và cái việc mà làm sao Nam cũng cần máu, làm sao mà Nam có tất nhiên rồi, có máu để mà duy trì được công việc kinh doanh, thì Nam bật mí cho mọi người một cái điều á, đó là cái nguồn máu của Nam nó đến từ những khách hàng á, là từ trung cao đổ lên. Và khách hàng này họ cần những cái gì, họ cần anh cần một cái cặp nữ hoàng size đó chẳng hạn, ghép cho anh cái cặp size đó, hay là anh cần một con cá lóc bảy rồng barito size 5x chẳng hạn, tình trạng là vảy full hay là màu tốt hay gì đó. Thì cái việc Nam, cái nguồn thu nhập chính của Nam đến từ những cái nguồn đó, Nam sẽ đi kiếm những cái đó cho bạn. Có những cái trên thị trường không làm được chẳng hạn đi, thì Nam sẽ làm cho bạn, cho anh em đó. Thì cái gì Nam sẽ có một cái giá để mà đạt được cái kết quả đó. Còn cái việc mà truyền thông của Nam á, thì Nam có cộng đồng riêng về cái hội mua bán cho anh em, nhưng mà Nam không có đăng thôi. Nam làm là để cho anh em, là hầu đa là cho khách hàng của Nam. Mục tiêu Nam làm cái nhóm channel market đó là chợ lóc cảnh, thì Nam làm cho những khách hàng mà đã và đang sử dụng của dịch vụ của Nam, hay là ở trên thị trường họ muốn thanh lý lại con cá đó mà họ liên hệ chủ shop họ không thu được, thì
họ đăng cái bài này đó để cho những khách hàng người ta, người mới, những người chơi cũ hoặc là người mới, họ tài chính vừa phải, họ có thể lên đó họ chọn cho mình một bé cá ưng ý. Thì đó là cái chợ cá lóc cảnh, đó là hội mua bán thanh lý của riêng Nam. Còn cái cộng đồng thứ hai đó là về cái cộng đồng cá lóc cảnh Trắng Nam, Việt Nam Snake Fish Community. Thì cái đó là để mình chia sẻ kinh nghiệm đó, nó không liên quan tới mua bán, thì ở đây nó không liên quan tới việc tiền ở đây. Cái đó là cái đặc thù của cái nhóm mà Nam muốn tạo ra, đó là để mọi người có thể là hỗ trợ nhau, cùng nhau để phát triển được một cái cộng đồng đó, trong cá lóc cảnh. Còn về cái cách thức truyền thông mà Nam đã và đang làm á, thì thay vì á, hàng ngày á, có rất là nhiều bạn nhắn tin riêng cho Nam là hỏi anh ơi bị vấn đề này con cá em như thế này như thế kia ở chữa làm sao, thì rất là nhiều rồi thì Nam vẫn hỗ trợ nha, nhưng mà có thể là tỷ lệ nó sẽ là chậm hơn so với cái việc mà Nam thường có những cái buổi live. Cái việc mà Nam, phương thức Nam đang làm ở đây đó là Nam thường xuyên like những cái buổi live trên cộng đồng, trên trang cá nhân, để mà hỗ trợ một cái lượng người lớn hơn. Tại vì cũng một vấn đề đó, một cái cách thức chữa bệnh đó, nhưng mà cái sức lan tỏa nó lớn hơn đó. Thay vì một mình Nam không đủ cái tiềm lực mà để mà Nam nhắn hết từng người này, hỗ trợ chi tiết được từng cái vấn đề này, từng vấn đề kia, thì Nam có những cái buổi live như vậy để hỗ trợ định kỳ, hàng tuần như vậy. Đó, thì những, nếu các bạn mà yêu quý Nam hay là mọi người có rảnh thì có thể là lên xem những cái, đặt những cái câu hỏi, cũng như là tham khảo thêm những cái phương thức chữa bệnh và những cái vấn đề đặc thù của cá lóc cảnh liên quan, thì nó rất là rộng. Thì Nam sẽ chia ra ngắn gọn từng nội dung, và từ cụ thể cho tới chi tiết luôn những vấn đề đó, để mọi người có thể là hiểu hơn và cũng như là ứng dụng được trong cái quá trình mình nuôi cá lóc cảnh. Và trong cái cách thức kinh doanh của Nam hiện tại á, thì Nam đang khi mà sử dụng dịch vụ của Nam á, thì Nam có rất là nhiều về cái chương trình cũng như là chính sách phúc lợi hậu mãi bảo hành phía sau, chứ không phải là mình mua đất bán đòn đó. Mình là một người mình làm dài hạn, mục tiêu cuối cùng là dành cho khách hàng, thì cái quyền lợi khi mà mua về bên Trắng Nam hay là sử dụng dịch vụ của bên Nam đó, nó sẽ khác biệt so hoàn toàn so với anh mua ở ngoài vỉa hè. Cũng là một cũng con cá đó, nhưng mà cũng một con cá đó anh mua ngoài vỉa hè, anh mua ngoài chợ, rồi anh mua ở cửa hàng, rồi anh mua ở store, nó khác nhau hoàn toàn. Cũng là giá trị con cá nhưng mà cái giá trị nhận lại nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Anh mua cửa hàng, store, anh mua cửa hàng đi, thì cái việc mà support hỗ trợ bảo hành phía sau á, nó đảm bảo cho anh hoàn toàn. Tại vì các bạn không phải mua con cá rồi thôi, nó còn chặng đường rất là dài phía sau nữa đó. Nên... nói về con cá, nói chơi về những cái bộ môn sức vật rảnh á, thì mỗi dòng các bạn thì đại loại là bản thân mình, cái này tự bản thân mình phân ra nó thuộc dạng ba có đối tượng người chơi ha. Thì cái đối tượng mà gọi là có một cái đối tượng thì giống như là người ta lý tưởng nhất, thì nó hơi gần giống như là những cái nhà mà nghiên cứu thì mình đại loại vậy, có nghĩa là người ta muốn hiểu chuyên sâu về nó và đúng giới rồi. Thiệu tới mọi người cái chuyện mà gọi là kinh doanh á, thì người ta không có nhu cầu đó, người ta chỉ thỏa mãn cái sự tò mò, cái đam mê của người ta thôi, thì người ta muốn làm cho nó mạnh. Cái dạng mà một cái dạng thứ hai á là có thể tạm hiểu giống như là anh em mình, có nghĩa là vẫn kinh doanh nhưng mà chúng ta muốn phát triển cái bộ môn này tới rộng tới mọi người hơn, là chúng ta rất là quan tâm tới cái nem của mình. Khi mà chúng ta trương cái bảng cái nem của chúng ta ra đó, là chúng ta phải làm mọi cái cho nó uy tín, chất lượng, để cho cái nem của mình nó càng ngày càng phát triển. Chúng ta không quá bào cái tài nguyên của nó này. Chúng ta muốn mọi người, cái người chơi hoặc là khách hàng của mình đó, là phải hiểu vấn đề, phải chơi cho nó đẹp, cho nó hay đó. Và cái đối tượng thứ ba đó là gọi là chim cò đó, có nghĩa là vô là bào tài nguyên thôi, cứ mua đất bán đoạn rồi này nọ các thứ, không có cần bảo vệ nem, không có cần gì uy tín gì cả. Thì cái đối tượng đó, thường thường cái đối tượng đó là nhiều nhất. Nãy Nam có chia sẻ đó là mong ước đó sẽ làm cho con cá lóc sẽ được nhiều người biết đến hơn, nhiều người chơi đến hơn, phát triển rộng hơn, giống như bên bò sát gì đó này nọ. Thì lúc đó mình có nói vui với Nam là em nên tận hưởng cái giây phút này. Đây là cái giây phút mà nó gọi là vui sướng nhất. Mình đang làm mọi thứ nó có nghĩa là mình đang định hướng cái con đường đi của mình, cái lane này của mình đi, để cho mọi người hiểu cặn kẽ vấn đề chơi hơn. Chứ một khi mà nó phát triển bùng nổ như bò sát á, thì đôi khi là nó cũng không có đẹp giống như là mình hình dung đâu. Nó sẽ phát triển thêm rất là nhiều những cái người vô để mà người ta bào thị trường. Tức là khi nó bùng nổ thì sẽ có nhiều người mua, nhiều người mua sẽ xuất hiện nhiều người bán, nhưng mà không phải ai bán cũng có tâm, bắt đầu làm cho nó nát cái thị trường đi ra. Thì em là em nên tận hưởng giây phút này đi. Còn cái đường đi á, thì nó chúng ta vẫn tiếp tục đi, thì tới một lúc nào đó thì chúng ta sẽ tới được thôi.
Giống như là em thì luôn luôn định tâm với cái con đường mà nó chọn, cho dù ở ngoài thì khi một cái con đường mình đi thì ở bên xung quanh nó có rất là nhiều cái chướng ngại vật, nhưng mà mình định tâm với là cái công việc mình đang làm. Nhưng mà có nào bị chao đảo không ta? Chứ anh cũng có lúc bị chao đảo chắc chắn là sẽ có, nhưng mà cái cốt lõi là mình cố gắng làm sao để mà mình vẫn tỉnh táo để mà mình đi thẳng trên cái con đường của mình. Và trong cái con đường mình đi thì mình sẽ chọn những người phù hợp. Thì phù hợp ở đây nó có thể là về tư duy, về định hướng, về đạo đức kinh doanh đó, thì mình sẽ chọn những người đó để mình đi cùng với nhau, để mình cùng nhau mình đưa nhau phát triển lên đó. Còn cái việc mà không phù hợp với đạo đức kinh doanh thì anh không thể đi chung được với nhau rồi. Chứ còn anh mua đất bán đoạn còn thì người làm người phá thì không thể nào đi chung được. Và cái việc mà khi mà thị trường nó bị ảnh hưởng thì ảnh hưởng là ảnh hưởng chung. Đúng tất rồi. Cả mọi người đều cùng ảnh hưởng, thì mọi người ý thức được một điều là ai cũng khi mà thị trường nó phát triển tốt thì cả nhà đều vui. Nhưng mà phát triển xấu á là có mình buồn à, còn những người kia người ta đi qua con khác đó. Nó giống như là nó bán gọi là bán thời vụ vậy các bạn, ví dụ như là mà Tết thì bán bánh tét, còn Trung thu thì nó bán bánh Trung thu. Đúng kiểu dạng anh, vậy á, nó không có quan tâm cái thị trường này sẽ chết đi hay là suy tàn hay là phát triển gì cả. Ok, chỗ này đang ngon ăn nhào vô bán, thì tới mùa Trung thu bán bánh Trung thu, tới mùa Tết thì bán bánh tét, thế thôi. Như anh Nam á còn đang làm trong cái mạng này thì anh Nam chắc chắn anh Nam hiểu được một cái là trong cái quá trình mà mình đi á thì tỷ lệ rơi rớt nó sẽ có. Đúng rồi. Những mô hình kinh doanh nó có thể là đóng cửa đi và những mô hình mới mọc ra, thì cái việc mà làm sao để anh em mình phát triển bền vững trong cái mảng này thì mình là những cái ngách, những người đầu tàu, thì cố gắng làm sao mình là những người đầu tàu. Mà để làm được những người đầu tàu thì sẽ cần phải tạo ra giá trị để cộng đồng ghi nhận. Đúng rồi. Tại vì khi anh tạo ra được giá trị thì cộng đồng sẽ ghi nhận, chứ không thể nào mà phủ nhận được cái giá trị, những cái công sức của anh. Đúng đó rồi. Thì mình luôn luôn có đất sống trong cái ngách này, thì giống như Nam ý Nam muốn chia sẻ tới tất cả anh em đang bán cá lóc cảnh trong cái thị trường này, thì cố gắng mình tạo ra nhiều giá trị hơn thì anh em mình cùng hưởng lợi, cũng có nhiều người chơi hơn, nhiều đúng người rồi. Yêu thích mình hơn. Đúng so với rồi. Việc mà nhiều anh em mình đi ra ngoài nhưng mà người ta nói mình thế này thế kia, nó có cái nào nó hay hơn đúng không ạ? Ai gặp cũng quý, giống như anh Nam ngồi đây gặp ai gặp cũng quý đúng không ạ? Để bắt mặt mừng cũng bị chửi tài le chứ. Cái chuyện nó không tránh khỏi anh, ngay cả ca sĩ, ngay cả những người nổi tiếng chắc chắn sao không có anti fan được đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ chọn những người phù hợp thôi, những người ta hiểu, chứ còn người ta không hiểu thì mình không trách làm gì đâu, có vấn đề gì đâu. Nói chung anh thì nó ban đầu cũng sốc ban đầu là cũng mình nghĩ là mình tôi đâu có làm gì tầm bậy đâu, tôi làm đẹp quá trời luôn à. Nói chung là không hại ai ha, giúp được ai hay không thì cái đó tùy mỗi người. Người ta ví dụ như khi mình chia sẻ, người ta đón nhận, người ta lắng nghe, xong rồi có giúp được người ta hay không thì mình không có dám quả quyết. Nhưng mà mình có thể quả quyết là mình không hại ai hết, nhưng mà vẫn bị chửi tà le. Quy luật hấp dẫn anh, mình tạo được cái gieo cái hạt này, mình giúp được họ, sau này nó sẽ có những cái khác, cái hạt khác nó sẽ là hỗ trợ mình, nó kiến tạo lại cho mình, có thể là mình chưa nhận thấy bây giờ chẳng hạn. Nhưng mà không chắc chắn... anh nói vui thôi chứ còn bản thân anh luôn nghĩ vậy, bản thân mình luôn nghĩ vậy. Mình nghĩ là đó, cái lực hấp dẫn như em vừa nói, thì mình cứ làm những điều mà mình cho là hay là tốt thì những cái tốt nó sẽ đến với mình thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ còn mình không có thuộc dạng bào với phá đồ này nọ. Nhưng mà dù sao các bạn cũng là con người mà, cũng sẽ có một chút gì đó ích kỷ, một chút gì đó tham lam. Thì nãy mình có hỏi Nam á, thì cái này là hết sức bình thường, nhưng mà dạ. Nhưng mà những anh em mà gọi là có tâm á thì tất nhiên là sẽ bị chao đảo, nhưng mà vẫn định tâm mình để chọn cái con đường mình đã đi chứ không có bị lệch pha. Thì thật sự mà nói, dụ như mình á, hoặc là Nam đây, rồi những anh em trong những cái ngành khác có tâm á, thì khi mà nuôi một con bé nào đó, mê nó, yêu thương nó, muốn tìm hiểu nó, chia sẻ nó, thì khi mà người ta tổng hợp đúc kết được những cái gì đó đúng đắn cho riêng mình rồi, người ta có nhu cầu chia sẻ đó. Có một số người thì giấu, đại đa số là giấu, nhưng mà cũng có một số người là chia sẻ ra đó. Thì trong cái việc mà lợi nhuận buôn bán các bạn, thì thật sự mà nói những người như mình là làm không lại những cái người mà chuyên về buôn bán, nó ngộ vậy đó. Đúng rồi. Tại vì cũng có thể cái giá của mình nó cao hơn người ta, nhưng mà bù lại cái chất lượng, cái dịch vụ của mình là nó đâu vào đó, nó có uy tín đàng hoàng. Tại vì mình chương cái nem của mình ra mà, mình để cái nem mình ra, mình đâu có làm cho nó mất cái nem được, đúng không? Còn ví dụ như ai buôn bán trên mạng, mua đất bán đoạn thì sao cũng được á, đúng không? Còn mình đưa cái nem mình ra thì mình phải bảo vệ nó, phải uy tín chứ, thì nó ảnh hưởng tới mình mà đó. Thì đôi khi về cái mặt lợi nhuận á, là không bằng người ta, thì có những lúc á mệt mệt buồn buồn trong người á, thì cũng bị gọi là chao đảo. Sao mình làm vậy lỗ quá ta, làm vậy thiệt thòi cho mình quá, mình xây cho tụi nó ăn đồ này nọ. Nhưng mà đó chỉ là giây phút thoáng qua thôi, bản thân con người mình cũng không làm được điều đó.
đó, xong rồi mình cũng phải định tâm mình lại, mình phải đến, mình phải đi con đường này mới được, chứ mình không có theo cái kiểu mà ăn sỏi ở thì được đó. Thì hôm nay ngồi cà phê là tâm sự các bạn, là đôi khi là cũng có bị chao đảo á, cũng bị cảm thấy khó chịu á, tại vì đôi khi người ta lợi dụng vô cái những cái bài chia sẻ của mình để người ta lùa nữa. Người ta lùa những cái người mà newbie hơn nữa. Mình diễn giải, mình nói ra vậy, rồi người ta lấy đó về, người ta xào nấu, người ta diễn giải theo cách người ta để người ta lùa gà nữa. Thì mà mình thì cũng không có thuộc dạng giống như suốt ngày trên mạng để coi ai làm gì sai rồi mình chỉnh sửa. Thì giống như nãy em vừa nói là một người xây người phá đó. Thì nó đôi khi nó cũng mệt mỏi lắm, cũng buồn. Nhưng mà anh em mình đam mê thì cứ quyết tâm thôi. Cái con cá lóc này các bạn, mình thấy là nó có bản thân mình cũng là một người chơi rất là nhiều dòng bét ha. Mỗi con nó sẽ có những cái tính cách hay, rồi nó có điều kiện chăm sóc này nọ riêng biệt, nó phù hợp với từng đối tượng của từng người chơi. Có người thì người ta thích cái sự tương tác thì người ta có thể nuôi chó, còn ví dụ trong cái ngành cá này người ta chơi được con cá lóc. Có người thì thích cái sự gọi là kiến thức chuyên sâu, hiểu biết rõ từng chi tiết, thì có thể người ta sẽ chơi những cái dòng mà cần cái độ cầu kỳ, ví dụ như là cá biển, san hô, tỉ mỉ kỹ lưỡng từng chi tiết một. Rồi có người thích cái sự đơn giản, nói chung là mỗi một cái dòng bét đó thì nó phù hợp với từng đối tượng người chơi. Còn chứ không phải là có người á, không, cái này là sự thật, có người nuôi con cá lóc thì người ta cảm thấy nó chán, tại vì tao thấy là chăm sóc nó dễ quá. Nước dơ cũng sao, mấy ngày cho ăn cũng không cho ăn cũng không sao đó, rồi tất cả mọi cái nó rất là dễ đó. Nhưng mà có người thì người ta thích cái sự dễ này, tại vì người ta bận bịu cuối ngày về người ta chỉ cần chơi thôi, lâu lâu người ta cho ăn xúc hồ đồ này nọ thôi đó. Nhưng mà có những người thì người ta muốn kiểm soát từng cái số liệu một. Đúng rồi đó, người ta sử dụng những cái thiết bị rất là đắt tiền chi tiết, giống như bên cá biển anh vừa rồi anh đi review mấy cá anh cũng thấy rất là hay, cá biển đó, đó là dành cho những người tỉ mỉ. Đó, thì mỗi một người á, người ta sẽ có cái gu chơi nó khác nhau. Nhưng mà riêng con cá lóc này á, mình thấy nó trong tương lai nó sẽ có nhiều cái điểm mạnh để mà có nhiều cái yếu tố hay để mà có thể phát triển được. Thứ nhất á, là nó khỏe mạnh, cực kỳ khỏe. Hồ á, cái chi phí ban đầu để chúng ta tham gia vô cuộc chơi rẻ, có nghĩa là nó dễ tiếp cận. Cái thứ ba nữa là nó tương tác, cái tính tương tác của nó rất là cao. Ví dụ như mình chơi với nó thường xuyên, nó mến tay mến chân, nó gặp mình á là đầu nó bơi búng đồ này làm nọ, ghê làm rất là y như con chó nó quẩy đuôi. Đúng rồi. Xong rồi các bạn mà gõ vô kiến nó bay lại đớp 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 đớp, nói chung là mình thấy nó rất là ok. Thì vòi cái giá trị của nó cũng cao, nó có những dòng từ thấp lên cao. Đúng rồi anh. Đó, nó có cái dãy sản phẩm rất là rộng. Đúng như vậy, nó dễ tiếp cận được mọi người. Thì mình thấy trong tương lai là nó sẽ có khả năng phát triển rất là mạnh luôn. Đó, thì nhưng mà theo em á, thì cái này nó có cái gì nó là cái rào cản mà để cho mọi người tiếp cận không? Dạ. Nếu mà theo về cái rào cản để mà mọi người không tiếp cận được về cái dòng cá lóc này, thứ nhất là nó ăn đồ tươi là cái thứ nhất. Mặc dù là giờ bên em cũng đang có những cái sản phẩm là hỗ trợ thức ăn khô để mà hỗ trợ cho cá lóc, nhưng mà 90% nó vẫn là phụ thuộc vào đồ ăn tươi như là sâu dế, tôm tép, cá mồi, chung đó. Nên nó cũng là một cái rào cản cho những cái bạn mà ở chung cư hay là ở căn hộ người ta không có bỏ đồ những cái đồ tươi sống được. Nhưng mà mình có thể là mình tối ưu là một phần là mình cho ăn tép trong lạnh á, mình hay bỏ tủ lạnh, khi nào mình cho ăn thì mình rã ra mình cho ăn thôi, thì nó rất là tinh gọn. Và cái thứ hai nữa là về khi mình nuôi cá lóc thì đặc thù bắt buộc mọi người phải đậy nắp rồi, làm một cái lưới cho nó, tại vì nó sẽ là rất là hay phi. Và khi mình nuôi ổn định thì nó không ít nhảy lắm, nhưng mà có những trường hợp á là có những cái con gì nó hay bay ở trên á, là lớn. anh thấy là bắt đầu là anh cứ phi lên thôi, nhưng mà nó phi lên thì nó ra ngoài. Nên mình cần một cái lưới, mà cái lưới lên này thì nó sẽ mất thẩm mỹ hơn so với những cái hồ khác là họ nuôi họ sẽ không có đậy nắp. Khi mọi người không có đậy nắp thì nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn, còn đậy nắp thì nó hơi mất thẩm mỹ một chút xíu. Nhưng mà nó an toàn thì đó là cái rào cản thứ hai. Đó, còn về những cái rào cản tiếp theo đó là em nghĩ là đó là khi mọi người muốn nuôi cặp thôi, đó là mọi người muốn nuôi cặp, những cái dòng sai cá lóc mà muốn nuôi cặp nhưng mà có ở cái đặc thù sai hay là dòng á, nó rất là khó với đối với cá lóc, tính lãnh thổ nó rất là cao. Thì có muốn nuôi cặp thì nó sẽ có những cái dòng mà ghép cặp dễ dàng để mọi người có thể lựa chọn, và tài chính thì nó sẽ phù hợp thôi. Đó là những cái dòng muốn nuôi cặp. Còn về cái
Rào cản thì em nghĩ nó chỉ xoay quanh ba cái rào cản thôi, còn lại mọi cái nó rất là dễ, không lọc, không oxy, không có cần thiết bị gì cao cấp cả. Chỉ cần một hồ một cá thôi, xong không có nhất thiết gì cả. Thì đó là những điều mà Nam Trắng Nam đã vừa chia sẻ, những cái rào cản, nhưng mà cái những cái mà điều em nói là nó liên quan tới vấn đề mà kỹ thuật nuôi. Còn ở góc độ mình là một người mà mình muốn phát triển cái ngành sinh vật cảnh á, thì mình hay nhìn vô từng cái đối tượng, đây là từng cái dòng chơi á. Thì cái con cá lóc cảnh này á, một cái điều mà nhìn vô là mình sẽ cảm nhận được ngay, nhưng mà nói là về mặt truyền thông thôi. Thì dù sao kêu nó là con cá lóc thì đối với người Việt Nam mình, cái con cá lóc là một cái con cá nó rất là tầm thường, nó dùng để kho đồ này nọ, nói chung là dùng làm đồ ăn. Thì cái con cá lóc mà hiện nay mà thuộc dạng đỉnh cao nhất á, thì cái giá trị nó tầm khoảng bao nhiêu ta? Nếu mà nói vua của cá lóc hiện tại, như hồi trước em có order em cho khách hay cho khách á, thì nó là cá lóc hoàng đế. Hoàng đế. Thời điểm cách đây khoảng tầm 6 tháng thì nó sẽ rơi vào tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một cm. Và cái cá về size hầu đa là trên 30 xăng, là nó sẽ rơi một con tầm 7-80 triệu cho một con cá. 7-80 triệu cho một con cá. Cá lóc hoàng đế là Channa Baka. Còn tới thời điểm hiện tại thì cái mùa này nó có cái size nhỏ hơn là tầm 19-22 xăng. Đó, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn tầm là 30-40 triệu một con thôi. Là để mọi người có thể là dễ dàng trải nghiệm được nó. Thì đó là dễ dàng trải nghiệm, thì mọi người có thể là những hầu đa là những cái người ta chơi, người ta điều kiện thì người ta chơi luôn những cái cá lóc hoàng đế như vậy đó, và nó thuộc dòng lóc lạnh. Thì đó các bạn, có nghĩa là đối với mình nhìn vô, mình không có nói về vấn đề về mặt kỹ thuật chăm sóc các thứ, mình chỉ nói về cái tên gọi thôi, về mặt truyền thông marketing đồ này nọ thôi. Thì để mà những người mà chưa biết chơi mà có thể xuống 70-80 triệu mua một con cá lóc á, thì hình như là nó hơi khó. Thấy không, có nghĩa là tại vì cái tên của nó bình thường quá, nó bình thường, nó quen thuộc quá. Người ta có thể mua vài chục ngàn một con ở ngoài chợ, mà bây giờ á là phải có những con cá lóc nó lên tới 70-80 triệu. Thì cái nhiệm vụ của những anh em bên cá lóc này nè, phải làm sao phải show được cho cái người chơi, người ta thấy được cái con cá này nó giá trị ở chỗ nào, nó đẹp ở chỗ nào, cái tính cách nó hay ở chỗ nào, cái hành vi của nó hay ở chỗ nào. Thật ra cái đẹp á, cái đẹp chỉ là theo anh nuôi nhiều dòng mà cái đẹp bên ngoài mình nhìn á, thì nó chỉ giữ được mình ở một cái thời gian ngắn thôi. Quan trọng là cái tính cách á, cốt lõi, cái tính cách của cái con bé đó. Nó mình thấy nó thông minh hay không, mình thấy nó hiểu mình hay không, nó tương tác được hay không, cái đó mới là cốt lõi. Giống như là nó, anh hình dung nó giống như con người vậy đó. Người thì sẽ có người này người cao người thấp, tính này tính kia, thì con cá lóc nó sẽ vậy. Thì nó có những con nó đầm tính, có những con nó hung dữ. Cho dù anh làm gì nó vẫn dữ, nó không có nhát nữa. Thì nó sẽ là theo tùy phẩm của mỗi con. Đúng thì rồi. Tình trạng cái đó là tình trạng cá đó. Thì con người cũng có nhiều người xấu xấu mà có duyên thì cũng được, nhiều người thích. Nó có cái sức hấp dẫn các bạn. Nhìn nó xấu xấu rồi nhưng mà nó cũng có duyên, cho nên là được nhiều người gọi là cũng yêu thích đồ này nọ. Nó vậy thì theo anh đó, cái tính cách mới là cái quan trọng. Thì cái con cá chúng ta phải làm truyền thông, chúng ta phải show, phải nuôi, mà quan trọng là chúng ta phải đủ cái trải nghiệm để hiểu nó mới hướng dẫn cho mọi người được. Thì đó, làm sao để cho tăng cái giá trị nó lên. Thì nếu mà nói về cái tính cách ấy, thì cá nhân Nam sẽ là những người hiểu rõ những con cá của Nam đã và đang nuôi nó như thế nào. Giống như những con cá của bạn nuôi một thời gian thì các bạn mới biết đó là tính tình nó làm sao, nó hay thường như thế nào, nó có stress hay không. Thì để mà đưa được những con cá chất lượng cho mọi người ấy, thì Nam theo dõi, Nam biết nó tình trạng con này ABCD, thì Nam mới báo cho mọi người là con này nó chơi được hoặc là không chơi được. Thì bởi vậy nó sẽ có những cái phân khúc, là chẳng hạn giá thành thì cũng chung cùng size, cùng dòng đó, nhưng mà hai con cái giá thành nó khác nhau, thì nó sẽ có cái căn nguyên của nó đó. Hay là con này nó phẩm nó tương lai nó rất là sáng lạng, màu nó lên rất là căng, nó đang trên đà căng, so với con cùng size nhưng mà nó không có được bằng, thì chắc chắn là cái giá thành nó sẽ khác nhau đó. Thì mọi người chơi thì mọi người bắt đầu tìm hiểu về nó, về hiểu được cái nguyên lý của nó, những cái đặc thù cơ bản của cá lóc nó như thế nào, thì lúc đó mọi người mới nhìn nhận một cái cái dòng con này nó đúng với giá trị sản phẩm và cái dòng này nên chơi hay không. Mặc dù cá lóc này cái tên nó rất là thường mà giá thành nó rất là cao so với cá rồng đi, cá rồng nghe nó sang nó ghê gớm đúng không, nhưng mà cá rồng thì mọi người thấy giá thành cao nó đã đành đi, nhưng cá lóc mà giá thành con 5-7 triệu, 10 triệu, mười mấy triệu đó, thì mọi người có thể là hơi bỡ ngỡ một chút xíu, nhưng mà khi mọi người đã chơi rồi, mọi người đã hiểu rồi, thì chắc chắn là mọi người thấy giá thành hiện tại nó chắc đang chắn rất là rẻ. Thì cái chuyện đó là chắc chắn, có nghĩa là mình nói là những cái người mà người ta chơi rành rồi á, thì người ta hiểu. Ví dụ như gặp những người như anh em mình mà chơi thì mình hiểu vấn đề. Còn ví dụ như dành cho những người newbie á, tại vì thật ra mọi người hay nói là làm phong trào phát triển, thật ra chúng ta hiện nay tất cả các ngành á,
các dòng sinh vật khác á, thì chúng ta gọi là phát triển phong trào á, thì chúng ta hay lầm tưởng là chúng ta làm cho những người đang chơi, nhưng mà cái mục đích chính á, mà là cho những người newbie, người ta chưa từng chơi mà người ta ấn tượng với nó và người ta quyết định là cho anh vào, nó mới, cái đó mới là đối tượng khách hàng chính. Còn những người mà đã chơi rồi thì đa số là người ta đã 50-70% người ta hiểu vấn đề rồi đó. Và có một điều đặc biệt á, là các bạn nên nhớ cái điều này rất là quan trọng và rất là đơn giản: tiền nào của nấy. Có một câu nó rất là chân thật luôn, là tiền nào của nấy, không bao giờ mà có tiền ít tiền mà có đồ thơm cho mình hết hết trơn á. Cho nên là tiền nào của nấy. Thì khi mà càng chơi chúng ta sẽ càng hiểu và chúng ta muốn chinh phục. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phân cấp ra, tôi ông này có tiền chơi con xịn, ổng là level cao, ông này không có tiền chơi level thấp, chúng ta không có phân cấp như vậy. Mà quan trọng là thứ nhất là cái điều kiện kinh tế của tùy từng người. Cái thứ hai nữa, gu và cái đam mê của bạn đủ lớn hay không để mà bạn chơi. Thì có nhiều người, người ta có tiền á, nhưng mà đam mê người ta dừng tới đây, người ta muốn một con cá nó sinh động trong hồ thì người ta dừng ở đây thôi. Có những người thì người ta muốn chinh phục, có cái mong muốn nó chinh phục được tính sở hữu người ta muốn thì nó rất là hay, chứ không phải là chúng ta phân cấp nhau bằng đồng tiền, không có chuyện đó. Quan trọng là bạn có đủ đam mê hay không, bạn có hiểu về nó hay không. Thì cũng có rất là nhiều người nhiều tiền, người ta mua toàn đồ xịn không à, nhưng mà hầu như có khi một ngày người ta không đủ thời gian 5 phút để nhìn nó nữa. Đúng rồi. Thậm chí là 2-3 ngày mới nhìn lần nữa, nhưng mà người ta có rất là nhiều tiền, người ta rất là bận rộn, lúc mà thư giãn nhất người ta dành 5 phút nhìn nó là ok. Đó là vậy. Ok các bạn, thì buổi sáng ngồi cà phê ở trong một con hẻm, đây là bên Hiệp Bình Chánh. Hiệp Bình Chánh ở Thủ Đức ha. Nó cũng ngay đường đường ngoài này, là gì quên rồi, cái đường lớn ngoài đây là gì, Phạm Văn Đồng á. Phạm Văn Đồng, ngay Gigamon luôn á. Ngay gì, Gigamon luôn các bạn. Thì ngồi trong con hẻm rất là mát. Thì anh em ngồi tâm sự về cái nghề chơi, về cái cuộc chơi, về cái một cái dòng bet là con cá lóc như thế này. Rất là hay, rất là vui luôn. Và cà phê thì rất là ngon luôn. Ok, thì sau cái clip này thì anh em sẽ tiếp tục đi vô trong để mà tham quan về cá, cũng như là mình sẽ nói Nam sẽ giới thiệu cái điểm mạnh nhất của cái shop của mình là gì. Nó khác các bạn, mỗi một cái shop cá thì người ta có một cái gọi là đường lối kinh doanh khác nhau. Cái cách người ta triển khai, cái cách người ta tiếp cận khách hàng đều khác nhau hết. Thì có một điều đặc biệt là ở Chánh Nam đây thì cũng có một cái cách tiếp cận khách hàng, một cái con đường đi nó tương đối là lạ so với lại những cái shop khác. Thì clip sau đó mình sẽ nhờ Chánh Nam chia sẻ ha. Còn clip này mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn em đã chia sẻ những cái điều rất là chân thành đến với mọi người. Và nó anh em mình tạm gọi là đồng nghiệp với nhau á. Đồng âm hả? Đen vô gọi là đồng âm với nhau. Ok các bạn, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Sẵn đây, từ từ, sẵn đây nha. Em gửi một cả thay vì lời cảm ơn anh Nam, cũng như là anh em mình có duyên anh em tới anh em mình có một buổi nói chuyện như thế này, thì em cũng một cái ưu đãi dành cho tất cả khách hàng mà đã bên biết đến em. Và cái Nam Go Farm thì em sẽ là, khi mà sử dụng dịch vụ của Chánh Nam sẽ bao ship toàn quốc cho tất cả những khách hàng. Trời khi ơi. Mà là em biết anh qua Nam Go Farm nè, em coi anh bên Nam Go đó, miễn ship, tặng kèm thêm sản phẩm, đó là cái thuốc dưỡng tannin nữa, miễn ship thêm tannin nữa, thêm nước sâm nữa. Thì cái đó là cái một ưu đãi em mới vừa bộc phát ra để mà thay lời cảm ơn, chứ giờ còn cảm ơn về tiền bạc thực sự không biết là cảm ơn như thế nào cho nó phù hợp đó. Mà thay vì cái lời cảm ơn như này thì em dùng một cái ưu đãi dành cho tuyệt những tri ân lại cho những khách hàng. Tuyệt vời luôn, cảm ơn em rất nhiều. Và anh cũng thay mặt những anh em chơi, khán giả coi, cảm ơn em có cái sự gọi là ủng hộ rất là nhiều. Vậy đọc bách Nam Ngô nha các bạn. Nam Ngô, bách Nam Ngô nha. Các bạn biết không, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau á, nói về những cái câu chuyện rất là bình thường thôi, chia sẻ những cái cảm xúc, những cái này nọ thôi, mà nổi da gà lên xuống 3-4 lần là anh em phải biết là chúng tôi đã tiếp tục nổi da gà. Anh em chúng tôi tâm huyết rất là nhiều luôn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Bye bye mọi người.